못 지어놀라. 응? 못 지어놀라. đều là những cái chậu quất tuyển, quả rất là mập, quả rất là mập các bạn này, quả rất là mập và còn đang rất là mỡ xanh, nó chưa bị chín quá cho nên chơi nó khá là bền. Chi mai, chi mai, mai vàng thì khá là đắt các bạn, mai vàng thì để mua một chậu đẹp thì cũng ngót nghét chục triệu. Cây này rất nhiều hoa. Đấy, ngày mai có phiên chợ Vạn Phúc nhưng mà tôi không biết là có cái gì không, có ra được không. Hiện tại là đang rất sôi động, ăn mùa ở đây. Đấy, bên kia là bưởi đây. Bưởi. Đấy, các bạn. Quất. Trăm rưỡi một cây đấy. Thốn à, thốn tàu. 270. Đấy. Con trâu. Đấy, mua chủ yếu lấy con trâu. Quất nhà mày như này khoảng độ bao tiền cây bác? Nhỏ nhỏ này. Ví dụ cây nhỏ nhỏ. Quất thì tùy anh ạ. Cây nhỏ thì... Ví dụ nhỏ. Nhỏ quá thì trăm anh ạ. Thế thôi à? Vâng. Rẻ anh nhỉ? Vài quất thì... Bán thì... Thế còn, thế còn cái chậu to này? Chậu to thì cũng tùy khoảng 900 triệu. Hợp lý đấy nhỉ? Vẫn rang lên sao mà rẻ thế? Bưởi kia có phải nhà mình không? Bưởi này có phải của nhà mình không? Chả biết bao tiền một cái cây bưởi đấy. Cây bưởi nhỏ nhỏ đấy thì bao tiền? Anh quay vòng lấy tí mặt đi. Đó, vừa quay mặt rồi. Quay cả cái biển biển kênh, rồi. Kênh của anh là gì đấy để em lên em like, subscribe và chia sẻ. N2T bonsai. Đấy. Cái bưởi, bưởi đẹp thế nhỉ các bác, bưởi rất là tươi. Đây này các bác nhìn này, kỹ thuật rất cao này. Đấy, còn các bác nhìn ra vẫn gì thì từ từ không nói, kỹ thuật rất cao. Đấy, bưởi rất là cao, rất là đẹp. Chơi cây hẳn chơi cây to này anh. Đây này, bưởi là toàn mọc từ thân ra, ghép hay không quan trọng, đúng không, quan trọng là đang tươi là chơi được. Bên bên này mà ông ấy thì sang bên kia có những cây mình gốm rất là rẻ. Đúng rồi, gốm bên này. Quất ở đây thì rẻ nhưng mà thú thực là nó quả bé vàng. Đấy, cây nào cũng đấy. Quá, đã rất thốn này, chơi rất là quái. Quất rất tươi nhỉ, quất rất tươi nhỉ. Bao tiền cây bưởi như này với chị? 2,7 triệu. Hợp lý nhỉ. Cây nào cũng như vậy không? Không, ở dòng dưới kia sẽ rẻ hơn. À, có cây bé hơn đúng không? 2 triệu, 1 triệu. Cái này trở đi là vô tư đúng không? Nó không bị dụng rồi đúng không? Bên kia rẻ hơn ạ. À, thì cây kia thì ta. Còn những cây như này. 9 còn công chủ. Cây này là 1,7 triệu, 2,7 triệu. Cây này đẹp nhỉ. Cây này thích người lấy. Cây này sum suê thế. Cây kia cũng đẹp nhỉ. Cây này cũng đẹp.
người thích một mẫu. Mấy cây này đều đẹp hết. Cây này nó từ phía nó đều có quả sướng. Nó có gần thân với tôi nhá. Anh thích lấy đẹp thì khoảng trưa mai ra đây. À thế. Hôm trưa mai em bày 2 sen. À thế cả. À bác là chủ tưởng bác vườn lấy cái này. Đẹp lắm đấy. Độc nên vút thế. Không, tầm người đây mà tầm dưới 3 triệu là mua được. Đúng rồi, em cũng thấy rẻ. Lý, mình ở đâu ra mà bán rẻ thế. Thật. Nhưng mà tính như thế bán này là dễ, nhanh. Đấy, em cũng không có khách, tại vì cái này khách nhiều lắm. 2 triệu 7, 2 triệu 8 thì có ấy, thì bọn em bớt được 100 thôi. Nó, là giống bưởi gì ấy? Nó giống bưởi gì ấy? Cái đồn cao là một tí nữa. Cái này mình nhẹ nhé. Ý là nó là bưởi giống là bưởi gì? Bưởi á? Vâng, có phải bưởi diễn không? Không phải. À, không, không, cái này không phải bưởi diễn. Vàng nhỉ? Có, có một cây chín quá. Quả quá. Quả nó to như rồi. Cuốn đi anh ơi, nhanh lên để cái chỗ đấy cho mọi người ship. À, cuốn cuốn quả lại để chuyển đi đúng không? Đây cái này em chuyển. Cây kia cũng đẹp. Đấy là giá ship ở Hà Nội đúng không? Nếu có ngoại thành thì Ngoại thành anh ở đâu? Nếu trên Hòa Lạc thì như nào? Hòa Lạc của em ship bình thường. Là Lạc thì ví dụ là ấy thì thêm một ít anh thôi. Hỗ trợ em một tí để bên em chịu một nửa, anh chịu. Mai là về thêm đúng không? Cây to thì không chơi được, cứ nhỏ nhỏ này đấy. Lại đẹp. Cây này cũng đẹp. Cây này đẹp mà, cây này cây kia. Tươi. Cây kia cũng đẹp. Tươi thật. Tuyển hết, tuyển. Đấy, thơm. Đấy, cây này quả dã man. Kiểu gì mà nó lại vàng thế này nhỉ? À thế à? À thế. Mình chăm kiểu gì mà sao nó quả nó vàng thế nhỉ? Đây cái số nhà mình đây nhá. Cái cứ biệt thành vườn mình đây. Và có em vừa quay lên đây. Của em là trên công ty cung cấp các loại cây văn phòng, cây xanh đấy, cây thủy như thế, thủ các bạn. Chuyên nghiệp đấy, chuyên nghiệp. Đẹp quá. Quất bạc ngàn. Vừa nãy là quên chị bảo là bao tiền một chậu cây to như này. Cây to kia là em mang là 2 triệu 7. 2 triệu 7 chuyển, 2 triệu 8 chuyển ra ngoài luôn. 2 triệu 8. Chứ giờ mua cái chụp quất đã 3-4 triệu rồi. Kia cái chung quất đấy. Nó đấy. 1 triệu 8 rồi đấy. Nhưng mà nhà em để bán rẻ, nhà em chỉ bán được 700 thôi. Hỏi ở trên phố toàn 3-4 triệu một chụp chậu quất. Cái chung to đúng bằng chung này. Tất nhiên quả nó to to hơn chút nhưng mà đây cũng to rồi. Cảm ơn chị nhé.